vệ sinh này, ăn hoa chuối để cho nó tăng sữa. Tơ mọi người ta sẽ cuối cứ quấy đều cho nó chín, bia thì quấy đều cho nó chín như vậy. Nhận đi mẹ ơi. Nói chung nó không có vị tanh của phần trứng nữa. Chỉ có bia không thấy mùi nhiều đâu ạ. Nó uống như cái kiểu béo béo ngậy ngậy thôi. Lọc bỏ lòng trắng. Đấy. Lọc bỏ lòng trắng sao cho nó hết. Thì tí nữa chúng ta sẽ lấy lòng đỏ. Chậm chậm để cho mọi người xem này, mọi người này không kịp theo dõi. Này nó hơi tối tí. Nó hơi tối tí thì mọi người thông cảm nha. Đấy, chúng ta sẽ lọc bỏ hết cái lòng trắng đi. Lòng trắng đây. Đấy. Chúng ta sẽ chuẩn bị cốc. Và chúng ta sẽ cho lòng đỏ vào cốc dài này. Lòng đỏ ra rồi. Cho miệng ra thịt tới nữa. Đây, đũa chọc ra. À, vãn rồi, vãn rồi đấy nè. Hết rồi. Có cái vỏ rơi rồi. Có cái vỏ. Vỏ để con nhặt vào cái vỏ, gấp vào cái vỏ. Cái nồng đỏ, nồng đỏ vào cốc nha. Đấy. Đâu cái vỏ đâu. Đâu mẹ cái vỏ đâu rồi. Thế rồi. Vỏ đâu rồi. Vỏ nó đâu mất. Đây. Thế rồi. Đấy, lọc hết cái vỏ ra nha. Đây là một lon bia. Đây chúng ta sẽ bật ra và rôn vào. Bật ra từ từ, rôn vào từ từ. Đấy. Chúng ta sẽ rôn bia từ từ. Chúng ta rôn từ ít một đấy. Sẽ quấy. Rất thì ăn đi. Ăn đi xong mà uống. Đấy, cứ quấy đều như vậy. Cho thêm đi. Thay không có cái Thôi. Ăn đi. Cái đánh đều vậy. Mâm cơm để cho các mẹ sau sinh thì có những cái món rất đơn giản và dân dã. Đấy, món thịt xà rang khô hào đấy. Thịt chó quá ngon quá đã. Và món bi chuối. Hoa chuối hột. Để tăng lấy lại sức đề kháng dinh dưỡng cho các mẹ bầu nha. Để cho con bầu đâu nữa. Mẹ bầu. Mẹ cho các mẹ mới sinh. Chán yêu. Cái mẹ vệ sinh này ăn hoa chuối để cho nó tăng sữa. Tơm quá mày. Mẹ vệ sinh hôm nay sướng cười quá. Để con non bia để nhớ. Chúng ta sẽ quấy đều cho nó chín, bia thì quấy đều cho chín như vậy. Đi chụp thớt cho hụm.
coffee thì anh đang nên để còn uống không? Uống cái này nó rất tốt và nhiều chất dinh dưỡng. Mang lại nhiều chất bổ dưỡng và thơm. Thật là thơm tuyệt vời. Có khi mai mấy anh em nhậu cũng phải kiếm quả trứng đập vào cốc bia. Thì quá tuyệt vời. Này. Cốc bia bia trứng nha, cái này gọi là bia trứng nha mọi người nhá. Bia lòng đỏ trứng bia gà. Bia lòng đỏ trứng gà. Chúng ta sẽ bỏ hết lòng trắng ra và chúng ta sẽ cho lòng đỏ vào đây. Xong đổ bia vào cuối. Bia sẽ làm chín cái trứng lòng đỏ. Mẹ bu được cái gì à? Rất thơm. Cái lòng trắng con vỡ đấy thì còn thế thì ốp thêm trứng vào đi. Con đấy à? Ốp con ăn quả. Ốp cái mấy nha. Cái chảo mỡ con đấy bà. Đẩy vô đấy, cháo này rắn. Mẹ xinh để mời mọi người ăn cơm chưa? Đấy, lúc để xong mà tưởng là ẩn giật một thời sau một thời gian mà không, ăn với lóc vẫn nổi lên. Đây cái món sẽ thử thức món này thôi. Thử thức món gì đây? Bia này trong tủ lạnh. Mời mời cả nhà. Bia đấy. Sinh tố bia, bia trứng. Giờ cảm nhận đi và cảm nhận đi mẹ ơi. Nói chung nó không có vị tanh của phần trứng nữa. Chỉ có bia không thấy mùi nhiều đâu ạ. Nó uống như cái kiểu béo béo ngậy ngậy thôi. Nó như sinh tố gì ạ. Ngon quá, nhìn uống mà thèm thế nhỉ. Thì chung là rất là dễ thôi. Quá ngon đúng không? Nó chẳng còn mùi gì ấy. Nói chung bia cũng không còn mùi nữa. Mình chỉ uống xong thì thấy cảm giác còn mùi bia ở lên thôi. Đấy, hôm nay chị review cái món bia trứng lòng đỏ trứng gà cho mọi người. Chúc mọi người này chắc không ở ẩn giật được thời gian nữa. Từ bây giờ mình sẽ quay những cái bữa ăn dân dã của mẹ sau sinh cho các bạn xem nhé. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye.